Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Trang, sinh năm 1983, ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi bán lấy tiền sử dụng cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023, Trịnh Thị Trang đến cửa hàng thuê xe ô tô tự lái ở phường Ba Đình thành phố Thanh Hóa, thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Nissan Sunny Hẹn 10 ngày sau sẽ trả. Sau khi thuê xe, Trang đã mang đến phường Đông Hương TP. thành phố Thanh Hóa bán cho một phụ nữ với giá 70 triệu đồng. Đến hẹn, không thấy Trang đem xe đến trả, gọi điện thì không liên lạc được. Chủ cửa hàng cho thuê xe tìm hiểu thì biết chiếc xe nói trên đã bị bán nên làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Trang. Với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.